Tối ngày 13 tháng 3, bác sĩ Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết trên địa bàn thành phố Nha Trang vừa ghi nhận 60 ca nghi ngộ độc thực phẩm. Các ca bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng, sốt, mệt lả. Nguyên nhân gây ngộ độc hiện vẫn chưa xác định. Trong đó, có 20 người có các triệu chứng nhẹ, sau khi được sơ cứu đã xuất viện trong ngày, còn 40 người vẫn đang được theo dõi, hiện tại sức khỏe ổn định. Người bệnh cho biết, các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn cơm tại quán cơm gà T. A. Trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Trung tâm Y tế Nha Trang đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Phòng Y tế và Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Hiện quán cơm gà nêu trên đã bị tạm đình chỉ kinh doanh từ 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 để phục vụ công tác điều tra.